Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 7 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4. Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Văn Giang trồng hoa cho thu nhập gần 1 tỷ đồng một hecta. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động ngay từ đầu năm. Tiên Lữ xây dựng mỗi xã một bể bơi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên được Quốc hội giao chủ quản hai dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên với tổng chiều dài 19,3 km đi qua 13 xã thị trấn thuộc 4 huyện là Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm với diện tích thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng là 263,7 ha. Số hộ có đất ở bị thu hồi là 843 hộ và cần di chuyển 3.327 ngôi mộ. Dự kiến diện tích bố trí tái định cư 50 ha. Tổng kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trên 5.966 tỷ đồng. Phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp vào tháng 6 năm 2023. Đến tháng 12 năm 2023, cơ bản bàn giao diện tích còn lại. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các địa phương có dự án đi qua đã tập trung báo cáo về tình hình triển khai dự án đường vành đai trên địa bàn, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, cũng như đề ra một số kiến nghị, đề xuất như cần quan tâm, cân đối mức đền bù với thị trường, hỗ trợ cho người dân khi di chuyển mồ mả xây kiên cố, sớm có quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như đưa ra phương án thu hồi đất. Dự án đường vành đai 4 thì đi qua địa bàn của huyện Văn Giang là 10,2 km. Thì trong đó thì qua địa bàn xã Mê Sở là 3,4 km, phải thu hồi diện tích 37 ha. Hiện nay là có một cái vướng mắc, cái diện tích thu hồi đất để làm nghĩa trang nó rất là lớn và nhà thờ đạo. Thế nhưng mà hiện nay thì tỉnh chưa có quyết định để thu hồi mà chúng tôi đền bù giải phóng mặt bằng, thế nên rất là khó khăn trong cái quá trình chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh đã giải đáp những ý kiến của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai 4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động thi đua trong thực hiện dự án, tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh lên các cấp có thẩm quyền. Tỉnh sẽ sớm ban hành kế hoạch thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề nghị 13 xã thị trấn thuộc dự án trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, công khai, minh bạch mọi cơ chế, chính sách hỗ trợ đền bù. Sở Giao thông Vận tải cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với mặt trận trong việc cung cấp số liệu, cập nhật tiến độ để triển khai dự án một cách đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh. Từ giữa năm 2022, sau khi thành lập Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm trưởng ban với sự chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, báo cáo tiến độ thường xuyên và có giao chỉ tiêu trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, từng địa phương trong việc phối hợp các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Năm 2022, kết quả thu được cho công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Hưng Yên rất khả quan, tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Sẽ
đình anh Dương ở thôn Bình Hồ, xã Quảng Lão, huyện Ân Thi đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển kinh tế trang trại với diện tích hơn 1 mẫu. Sau khi tỉnh có chủ trương cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5 tại địa phương, được sự vận động của chính quyền đoàn thể, anh Dương bàn với vợ phá bỏ và chuyển dịch các cây trồng sang vị trí khác để giành mặt bằng cho dự án. Vợ chồng chúng tôi cũng là đồng lòng, đồng thuận. Khi nhà nước đền bù bao nhiêu chúng tôi chấp nhận bấy nhiêu, và chúng tôi có thực hiện là đương di chuyển cây cối ở trên đất 03. Chỉ riêng thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng trong tháng 12 năm 2022 đã di rời gần 230 ngôi mộ ra khu quy hoạch nghĩa trang mới để tạo mặt bằng sạch cho khu công nghiệp số 5. Trong đó có những ngôi mộ tổ có từ vài trăm năm nay. Một số cán bộ đảng viên xung phong di rời trước nên đã tạo đồng thuận cho các hộ dân khác làm theo. Rất mong làm sao là có nhiều dự án về để thu đảng viên. Các đảng viên nam chúng tôi cũng nói theo chạy cho các cụ tâm linh là lên trên mới trong độ ít ngày là xong hết. Sau khi ban chỉ đạo các công trình trọng điểm tỉnh thành lập và triển khai các giải pháp để xây dựng quy chế, kế hoạch, lộ trình cũng như tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện của địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, nên các địa phương đã rất tích cực vào cuộc. Không chỉ có huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Ân Thi mà tất cả các địa phương có liên quan đến dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện đều tích cực vào cuộc. Bồi thường hỗ trợ về cây và cái tài sản trên đất thì huyện cũng tập trung cùng với các địa phương để triển khai giải quyết các cái khó khăn vướng mắc, và trong quá trình thực hiện thì các cái khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách thì huyện đều tranh thủ với sự chỉ đạo và hướng dẫn của các sở ngành của tỉnh, phấn đấu là trong tháng 2 thì các cái dự án công trình trọng điểm của tỉnh và của huyện trên địa bàn huyện Kim Động sẽ cơ bản là hoàn thành xong cái phần giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ tư để triển khai các cái công trình dự án theo đúng kế hoạch. Giải phóng mặt bằng luôn là khâu then chốt, cú hích để thực hiện các mục tiêu khác của Hưng Yên như giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh. Chính vì vậy mà từ khi thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh, cùng với sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời của các ban, sở, ngành, chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chính quyền địa phương, người dân đồng thuận. Một kết quả rất quan trọng làm tiền đề cho thực hiện các mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Nếu như giải phóng mặt bằng mà không thuận lợi thì rất khó khăn cho các nhà đầu tư về tỉnh. Đây là vấn đề rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, tỉnh Yên trong năm 2022 đã cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu xây dựng cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị thứ 15. Trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Và Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị. Trong đó có cái nhiệm vụ rất quan trọng đưa ra một cái đích, một cái mục tiêu, một cái mốc để cho tất cả các huyện thành phố thực hiện theo kế hoạch và giải phóng mặt bằng như thế nào, thời điểm bao nhiêu, giải phóng tỷ lệ như thế nào thì được hỗ trợ thi công để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi nhất, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội cho tỉnh được thực hiện một cách thuận lợi. Khi giải phóng mặt bằng xong thì phải thu hút đầu tư để mời gọi các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về tỉnh Hưng Yên. Rất đáng mừng là năm 2022 thì toàn tỉnh đã giải phóng được trên 900 hecta đất công nghiệp. Đây là một điều kiện tiên quyết và quyết định cho việc thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước về tỉnh có điều kiện để có mặt bằng để thực hiện sản xuất kinh doanh, để đưa tỉnh ngày càng phát triển. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đặt ra các mục tiêu kinh tế khá cao so với toàn quốc, trong đó tiếp tục giải phóng mặt bằng trên 1.000 hectare phục vụ các dự án, khu và cụm công nghiệp. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Bởi khi môi trường đầu tư được cải thiện, hạ tầng giao thông có sự chuyển biến cộng với công tác giải phóng mặt bằng nhanh, có nhiều mặt bằng sạch mới tạo điều kiện và thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm lực và các dự án lớn vào địa bàn tỉnh. Sáng nay, thành phố Hưng Yên tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.
năm 2022, thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Điển hình là mô hình camera an ninh được thành lập tại 6 phường, xã với 127 mắt camera được lắp đặt, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Công an thành phố đã phối hợp với các phường xã đặt hòm thư tố giác tội phạm tại 124 nhà văn hóa phường xã khu phố thôn, công khai số điện thoại đường dây nóng của công an thành phố để nhân dân kịp thời phản ánh tình hình về an ninh trật tự. Năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp tổng số 152 tin cho lực lượng công an, đã xác minh đạt 100%, giải quyết được 133 tin, ra quyết định khởi tố vụ án 64 vụ. Năm 2023, thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm, tự giác tham gia phòng chống đấu tranh, tích cực tố giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là nền tảng thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát triển các loại hoa truyền thống, người trồng hoa ở huyện Văn Giang đã năng động phát triển các loại hoa công trình, hoa nội thất đem lại lợi nhuận cao. Hiện nay, toàn huyện Văn Giang có khoảng 1.350 hecta trồng hoa cây cảnh, trong đó hoa công trình, hoa nội thất công nghệ cao chiếm khoảng 400 hecta với gần 3.000 nhà vườn, chủ yếu ở hai xã Xuân Quan, Phụ Công. Các địa phương đã xây dựng những vùng chuyên canh sản xuất và kinh doanh hoa công trình tại vùng bãi sông Hồng với diện tích khoảng 20 hectare trở lên. Không chỉ phát triển những giống hoa chủ lực có giá trị cao như đỗ quyên, hải đường, địa lan, xạ yến thảo, mỗi năm người trồng hoa ở đây đã tìm tòi và lai tạo khoảng 10 giống hoa mới như hoa hồng Ấn Độ, hoa thanh liễu, hoa xạ lan hương. Tại hai xã Phụng Công, Xuân Quan có khoảng 50% diện tích trồng hoa cây cảnh được trồng trong nhà lưới, nhà kính, 100% được làm đất, trộn, đóng bầu bằng máy, 100% có hệ thống tưới nước tự động và bán tự động, hệ thống phun thuốc trừ sâu bằng máy. Các diện tích trồng hoa công trình, hoa nội thất đã cho thu nhập gần 1 tỷ đồng một hecta. Sau Tết Nguyên đán hàng năm thường là thời điểm thị trường lao động có sự biến động do một số người lao động chuyển đổi công việc hoặc là về quê nghỉ Tết rồi không trở lại doanh nghiệp làm việc. Tuy nhiên, tại tỉnh Hưng Yên, ngay từ những ngày đầu năm đã có trên 98% số người lao động đã trở lại làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để thị trường lao động tiếp tục được ổn định. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, đến nay doanh nghiệp này đã có gần 300 lao động trở lại làm việc, đạt tỷ lệ gần 100%. Bên cạnh đảm bảo việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ lao động hiện có để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, doanh nghiệp còn đang thực hiện tuyển dụng thêm gần 100 lao động mới. Kiến tuyển dụng bổ sung, trong đó thì khoảng 80% khối lượng lao động phổ thông tức là để mở rộng cái phần các line sản xuất có mức thu nhập khoảng 6 triệu rưỡi cho đến 9 triệu, thì 20% còn lại để nhằm bổ sung các nguồn lực còn thiếu của bộ phận khuôn và bộ phận logistics kho vận để nhằm mục tiêu tối ưu hóa cái phần là cung ứng hàng ra ngoài thị trường. Cái nguồn lao động của tại Hưng Yên thì tương đối đồng đều và mặt bằng khá so với cả nước, hoàn toàn có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của doanh nghiệp. Đây là phiên giao dịch việc làm vừa được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức tại thị xã Mỹ Hào, thu hút 10 doanh nghiệp tham gia với trên 300 lao động đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm bằng các hình thức phỏng vấn trực tiếp online, điện thoại. Sau phiên giao dịch, đã có trên 90 lao động được tuyển dụng. Công ty em đang cắt giảm nhân sự, thì em cũng nghỉ việc công ty cũ rồi. Thì sau vài ngày đi tìm kiếm thì em thấy nhiều công ty cũng đang tuyển dụng, cơ hội việc làm rất là nhiều và dễ, hầu như là đáp ứng được mức lương 90 triệu cho công nhân ạ. Có khá nhiều vị trí em thấy em cũng làm được. Tại em đang chọn 1-2 doanh nghiệp để nghiên cứu để làm việc. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhìn chung thị trường lao động ở tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và tìm việc của người lao động không tăng nhiều so với mọi năm. Phần lớn doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, trong năm nay, thị trường lao động sẽ có những biến động nhất định do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành nghề gặp nhiều khó khăn vì đơn hàng xuất khẩu giảm.
Trong năm 2023 chúng tôi sẽ tổ chức khoảng trên 40 phiên giao dịch việc làm, tổ chức các cái phiên online, mở rộng cái giao diện kết nối, phạm vi kết nối giữa các tỉnh này đến tỉnh khác để giúp cho người lao động và người sử dụng lao động có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái quá trình tuyển dụng lao động cũng như là đi lao động của mình. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%. Để đảm bảo ổn định thị trường lao động, bên cạnh việc hỗ trợ người lao động vượt khó, ở lại thị trường hoặc sớm trở lại thị trường, tỉnh và các ngành chức năng cũng cần thực hiện các giải pháp cấp bách để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giữ chân người lao động. Nhằm nâng cao điều kiện cơ sở vật chất rèn luyện học tập kỹ năng bơi lội cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện, vừa qua Thường trực Huyện ủy Tiên Lữ đã đưa vào nghị quyết xây dựng ít nhất mỗi xã thị trấn trên địa bàn một bể bơi. 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ sẽ triển khai xây dựng bể bơi cho thanh thiếu nhi nhằm mục đích nâng cao kỹ năng bơi lội, giảm bớt tình trạng đuối nước do trẻ không biết bơi vẫn thường xảy ra vào dịp nghỉ hè những năm trước đây. Quy hoạch xây dựng bể bơi của từng địa phương sẽ dựa trên các tiêu chí như bể bơi nằm ở vị trí trung tâm xã thị trấn, xây dựng bể bơi tùy theo khả năng kinh phí từng địa phương nhưng phải đảm bảo bể bơi có ít nhất 2 khu vực bể nông dành cho thiếu nhi và bể sâu dành cho thanh thiếu niên. Tùy theo điều kiện và yêu cầu, mỗi địa phương có ít nhất một bể bơi. Bên cạnh đó, các điều kiện về an toàn cho trẻ học bơi cũng được lưu ý và giao cho đoàn thanh niên hướng dẫn cho phụ huynh và trẻ trong quá trình học bơi. Được biết nguồn kinh phí trích từ nguồn ngân sách xây dựng nông thôn mới và nguồn xã hội hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cho phép áp dụng công nghệ xử lý nước thải tại nguồn Zucaso đã được thử nghiệm ở Hưng Yên. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công nghệ tiên tiến đến từ Nhật Bản được áp dụng tại trường mầm non xã Đình Dù, huyện Văn Lâm từ năm 2018 đến nay. Nước thải sinh hoạt của 10 phòng học và khu nhà bếp sau khi xử lý rất trong, không có mùi, có thể sử dụng để tưới rau. Đây là kết quả của hệ thống xử lý nước thải Zucaso công suất 12 mét khối trên ngày đêm đang được áp dụng tại trường mầm non Đình Dù. Hệ thống này hoàn toàn tự động, nhà trường chỉ cần duy trì việc cấp điện cho hệ thống. Khi mà thu vào thì bể có 4 bể. Bể thứ nhất là thu gom cái phần nước thải của nhà vệ sinh cũng như là cái bếp ăn, sau đó là được sàng lọc qua 3 bể và đến cái bể cuối cùng là cái bể trong nhất và được chảy ra bên ngoài thì nó rất là đảm bảo về môi trường sạch sẽ. Dự án thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn theo công nghệ Zucaso được tỉnh Hưng Yên cho phép thực hiện từ năm 2018 tại trường mầm non Đình Dù và khu đô thị Ecopark với kinh phí trên 900.000 đô la Mỹ từ các nhà tài trợ và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Công nghệ được ứng dụng ở Nhật Bản từ hơn 60 năm nay, phù hợp với quy mô từ hộ gia đình cho đến những khu dân cư, chung cư, trường học, bệnh viện, công sở. Dùng vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí để phân hủy các chất gây ô nhiễm trong nước thải. Hệ thống lắp đặt dễ dàng với các module đặt ngầm dưới đất. Thể tích chỉ bằng 70% so với bể tự hoại cùng công suất. Hội nghị tổng kết việc thí điểm dự án cuối năm 2022 đánh giá 3 hệ thống Zucaso lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều đem lại hiệu quả tốt. Các chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý đều bảo đảm quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống được chuyển giao cho các đơn vị cá nhân quản lý và tiếp tục vận hành. Mỗi một lần vận hành phải bảo hành thì là số lượng tiền là bao nhiêu thì nhà trường cũng đã có ý kiến với Ủy ban nhân xã cũng bên như phòng môi trường là tới đây thì sẽ tiếp tục hỗ trợ để cho nhà trường được thừa hưởng cái công trình Zucaso của Nhật. Rất mong là cái nhiều cái công trình như này ở các khu dân cư để cho nó đảm bảo cái hệ thống nước tiêu, nước thải của khu dân cư chảy ra cho nó đảm bảo trong cái thời gian xây dựng chúng tôi nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh Hưng Yên mỗi ngày đang phát sinh gần 100.000 mét khối nước thải sinh hoạt, phần lớn chưa được thu gom và xử lý. Đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 25% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom, 15% được xử lý.
nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ cảnh quan khu dân cư và thay đổi hành vi thói quen của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cho công tác bảo vệ môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026. Mục tiêu đến năm 2026, có từ 95% trở lên hộ gia đình hội viên phụ nữ triển khai đề án, từ 70% trở lên hộ gia đình triển khai đề án ký cam kết thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình. 83.000 gia đình hội viên thực hành công nghệ sản xuất vi tinh IMO ứng dụng vào xử lý rác thải hữu cơ đã được phân loại. Để đề án sớm phát huy hiệu quả, tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn quy trình phân loại và xử lý chất thải tại hộ gia đình, rác thải nông nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn cách sản xuất vi sinh IMO, ủ rác sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh làm phân bón sinh học, cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng. Qua đó đã giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về lợi ích của việc phân loại xử lý rác thải hữu cơ để giảm tải lượng rác thải hàng ngày.